Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại quay lại tổ chim này. Đó. Ôi giời, đang ngủ ngon nhỉ. Thì nữa mình sẽ đặt con rắn này vào gần cái tổ chim này để xem con chim mẹ nó phản ứng như thế nào nhé, các bạn nhé. Đó, con chim đang kêu ở đằng kia kìa. Mẹ nó đấy. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đặt để thử quay lén xem chim mẹ phản ứng như thế nào nhé. Đặt thế này không biết nó sợ không biết nhỉ. Cong quá. Thế lên cái vua đấy tặng tặng thì nhìn nó. Rồi đã đặt xong rồi các bạn ạ. Bây giờ là đặt máy ở đây để xem chim mẹ về xem nó phản ứng như thế nào đấy.